Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin làm một đề tài, đó là máu thánh Genugius. Lần này tháng 12 không chịu hóa lỏng. Bài viết của Lý Thái Xuân. Câu chuyện về phép lạ máu thánh hóa lỏng đã được chúng tôi trình bày một lần trong bài chuyện máu thánh Genugius hóa lỏng phép lạ hay ảo thuật vào tháng 5 vừa qua. Nay đọc tòa soạn báo Roma ngày 16 tháng 12 năm 2020 lúc 12 giờ trưa giờ MT CNA thấy đăng như sau: tại Naples, máu của thánh Genugius vẫn còn đông đặc vào thứ tư, tức không hóa lỏng, nhưng đã hai lần hóa lỏng vào tháng 5 và tháng 9 năm nay. Linh mục Vincenzo de Giorgio, chánh sở nhà nguyện thánh Genugius ở nhà thờ Naples, cho biết: khi chúng tôi lấy thuốc từ các xác, máu hoàn toàn đặc và vẫn hoàn toàn rắn. De Giorgio đã trưng bày thánh đựng, giá đựng thánh tích và máu đông đặc bên trong cho những người tụ tập sau thánh lễ sáng ngày 16 tháng 12 tại nhà thờ Đức Mẹ Maria. Linh mục nói rằng điều kỳ diệu đôi khi xảy ra sau đó vài ngày. Trong một đoạn video, người ta có thể nghe ông ta nói cách đây vài năm, vào lúc 5 giờ chiều, cuối cùng nó đã hóa lỏng. Vì vậy, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tình trạng thực tế như bạn có thể thấy, hoàn toàn đông đặc, nó không có dấu hiệu gì, thậm chí một giọt. Nhưng đôi khi rơi xuống, ông ấy nói thêm: không sao đâu, chúng tôi sẽ chờ đợi dấu hiệu với niềm tin. Tuy nhiên, đến cuối thánh lễ chiều, máu vẫn còn đặc. Ngày 16 tháng 12 đánh dấu kỷ niệm bảo tồn Naples khỏi vụ phun trào của núi lửa Vesuvius năm 1631. Đó chỉ là một trong ba ngày mỗi năm phép lạ hoa lỏng máu của thánh Genugius thường xảy ra. Phép màu nổi tiếng này chưa được chính thức công nhận bởi giáo hội, nhưng được biết đến và chấp nhận tại địa phương và được coi là một dấu hiệu tốt cho thành phố Naples và vùng Campania của nó. Ngược lại, nếu máu không hóa lỏng được cho là báo hiệu chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc các thảm họa khác, thánh Genugius hay San Gennaro trong tiếng Ý là vị thánh bảo trợ của Naples. Ông là giám mục của Benevento vào thế kỷ thứ 3. Xương và máu của ông được lưu trữ trong nhà thờ chính tòa Naples. Như những thánh tích, người ta tin rằng ông đã tử vì đạo trong cuộc đàn áp Cơ Đốc giáo của hoàng đế Diocletian. Khi máu của thánh Genugius hóa lỏng vào tháng 9, hồng y Sepper đã nói chuyện với một nhà thờ gần như trống rỗng. Do những hạn chế của dịch bệnh coronavirus, ông thông báo rằng máu đã hoàn toàn hóa lỏng, không có bất kỳ cục máu đông nào. Điều đã xảy ra trong những năm qua. Điều kỳ diệu cũng xảy ra vào tháng 5 khi Naples cũng bị cách ly cùng với các vùng khác của nước Ý. Phát biểu sau thánh lễ được truyền trực tiếp tại nhà thờ chính tòa May, hồng y Sepper nói: tôi có một thông báo lớn cần phải thực hiện ngay cả trong thời gian
của coronavirus này. Chúa qua sự cầu bầu của Thánh Genorius đã hóa lỏng máu. Nhưng theo một nhà báo người Ý, ít khi điều kỳ diệu không xảy ra vào ngày 16 tháng 12. Máu không hóa lỏng thường xuyên, nhất là vào ngày lễ của Thánh Genorius ngày 19 tháng 9 và vào thứ Bảy trước Chủ nhật đầu tiên trong tháng 5. Nhà báo Francisco Antonio Grana của Vatican nói với CNA rằng sự hóa lỏng hầu như không bao giờ xảy ra vào ngày 16 tháng 12 và rằng trong 34 năm qua, số lần nó đã xảy ra có thể đếm được trên một bàn tay. Máu cũng không hóa lỏng vào tháng 12 năm 2016. Hồng y Rescenzio Sepper, tổng giám mục danh dự của Naples, đã nói thánh lễ trong nhà thờ chính tòa để đánh dấu ngày lễ. Khi phép màu vẫn chưa xảy ra, Sepper nói với những người tụ tập rằng: chúng tôi muốn thực hiện một hành động thể hiện lòng sùng kính chân chính và sâu sắc đối với Thánh Genorius của chúng tôi. Chúng tôi nhân danh Ngài. Lời bạc. Ông linh mục sở tại thành Naples, Vincenzo de Rocchio, chờ đợi phép lạ xảy ra. Khi nó không xảy ra như mọi khi, chờ đợi như thế để làm gì? Và khi phép lạ xảy ra rồi thì sao? Thiên hạ trên thế giới này có thay đổi gì hay không mỗi lần có phép lạ như thế? Có thể có, đó là thêm một số người rửa tội theo đạo Chúa, chấm hết. Giáo hội Công giáo La Mã quen dùng phép lạ phần nhiều là nhân tạo để huyễn hoặc về một thần quyền trong tay họ, để có thể dọa dẫm hoặc dụ dỗ thêm nhiều tín đồ. Và rồi số đông tin theo những phép lạ sẽ thành một lực lượng cuồng tín dưới tay họ. Sức mạnh cuồng tín này là một sự trung thành vô điều kiện mà họ không cần đến một sự huấn luyện nào cả, ngoài sự lặp đi lặp lại mỗi ngày trong các lời kinh nguyện. Và thế giới này luôn luôn có một sự đe dọa chiến tranh do các nhóm cuồng tín của các đạo như Cato, La Mã trong các thế kỷ qua. Đó là những phiến đá tảng cản đường tiến của văn minh nhân loại. Dẹp bỏ những tảng đá này thì thế giới sẽ trở thành môi trường tốt cho các tôn giáo vị tha như Phật giáo được nảy nở, mang lại hòa bình thực sự, và nhân loại mới có sự có thể sống nhân bản hơn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe cái phần vừa rồi. Và sau đây mình xin có một những cái comment để nêu lên đây một vài để cho quý vị có thể tham khảo những ý kiến của những con chiên đã cuồng tín, cũng như những cái đây là cái comment: đạo nọ phủ nhận đạo kia là bình thường. Dù sao thì những nước theo Kitô giáo là những nước giàu có và văn minh hơn cả, nên đạo Kitô là đáng tin nhất. Có thực mới vượt được đạo chủ nghĩa cộng sản, thì vô thần không tin vào đạo nào cả. Đó là comment của La Ti. Thì cái comment này á, nó mang một cái tư tưởng là con chiên cuồng tín, hoặc giả là một tên linh mục nào đó. Thì các bạn sẽ tự trả lời cho những cái comment như thế này.
đó là. Rồi tiếp một cái là Nguyễn Quốc Bảo. Nghe cái kinh mà từ ngữ lủng củng, mụ mị, đầu óc nghe xong ngu hết cả người. Không biết tại sao mà con chiên hiểu gì nhỉ? À không, kinh này thì cái bài viết này là đúng rồi. Của Đức Duy Nguyễn là nói là Phật giáo cực đoan thế. Nếu Phật giáo cực đoan thì xin thưa với bạn Đức Duy Nguyễn là thế giới Liên Hợp Quốc không bầu Phật giáo là Phật giáo hòa bình. Và mình đang nói trong cái hiệp bá đạo Vatican, ổ lưu manh, chúa trời là bịp bợm. Có Thanh Huynh, Thanh Huynh là trả lời con lạy sư phụ nói bậy. Nói bậy chỗ nào bạn? Xin bạn dẫn chứng mình nói bậy. Và có thể đưa những clip này cho cha, cho cha và các linh mục để nói tôi là nói bậy chỗ nào. Các bạn Thiên Chúa, con chiên có vào nghe kênh thì các bạn nên thận trọng khi phát ngôn, nói những lời không hay, vì mình sẽ đưa bộ mặt thật của các bạn lên hết. Và phải có một cái nhận định chính đáng. Nếu các bạn cảm thấy không thích, các bạn không cảm thấy không thích thì các bạn có thể không nghe, hoặc có thể các bạn có một động lực nào đó, các bạn nghiên cứu về đạo của mình nó sâu xa hơn, sâu sắc hơn. Chắc những cái comment vừa rồi là do các bạn ấy đã tự động xóa rồi các bạn. Mình đang để lại để mình đọc lên. Nhưng mình tìm lại thì nó đã mất. Đây, có một comment như thế này của Thanh Bình. Trên thế giới này, ngày nay có hơn 7 tỷ người, nhưng Phật giáo trên thế giới này chỉ chiếm một con số khiêm tốn, khoảng gần 400 triệu dân mà thôi. Ngay tại Ấn Độ là nơi Đức Phật sinh ra, nhưng người dân Ấn Độ hầu hết là theo Ấn giáo hay đạo Bà La Môn, đạo Hindu. Trên thế giới hiện nay chỉ có một số nước tại vùng Đông Nam Á là theo Phật giáo mà thôi, như Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam mà thôi. Bạn còn thiếu hai nước nữa, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Bắc Triều Tiên. Như vậy thì đủ hiểu rồi, chứ không hiểu các tôn giáo khác mà chỉ biết xuyên tạc vu khống. Nếu mà xuyên tạc vu khống thì bạn cứ việc đâm đơn kiện đi ha các bạn ha. Ha bạn Thanh Bình ha. Đâm đơn kiện đi. Rồi nó sẽ đi đến sự việc sáng tỏ cho bạn thấy. Thì người đó càng thể hiện sự ngu dốt của mình mà thôi. Con người càng văn minh, người ta tự biết theo tôn giáo nào nên theo. Còn thái độ thù hằn tôn giáo, hằn học xuyên tạc tôn giáo thì người ta càng khinh thường, vì mọi người không ai nên phê phán một tôn giáo khác. Đó là tự do của con người, tự do tôn giáo hoặc tự do vô thần. Tôi nói với bạn Thanh Bình như thế này, cái tự do tôn giáo, tự do theo tín ngưỡng theo của các bạn là việc của các bạn. Tôi nói lên những cái khía cạnh để cho những người đừng bao giờ theo cái tín ngưỡng tôn giáo, và những người chuẩn bị nói bước theo sau, cái quan điểm lập trường của họ chưa hiểu thấu về cái đạo này. Cái đạo này nó tàn bạo từ năm 1600 đến nay. Nó đã cướp bóc biết bao nhiêu nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, một thời pháp thuộc. Cái hành động của họ là ngu dân và chiếm nước, cướp đất đai và ảo tưởng, mê tín, không có gì rõ ràng hết.
Như thế là gọi là sao văn minh được. Tôi nói cho bạn nghe, những nước văn minh như Mỹ, Canada, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, những nhà thờ vừa rồi thì hoàn toàn họ không làm lễ vắng tanh, không có một con chiên, con chó nào đi đến để dự lễ Giáng sinh. Mặc dù mùa dịch Covid, nhưng các nước khác người ta vẫn làm, vẫn giăng đèn, nhưng mà ít tụ tập, ta sẽ làm trực tiếp. Còn những nước đó người ta bỏ đạo, chuẩn bị bán nhà thờ cho một tôn giáo khác. Càng văn minh người ta sẽ loại bỏ Thiên Chúa giáo. Tôi nói cho bạn Thanh Bình biết, càng có người càng nhận thức sâu xa, càng có trí óc, càng có những cái suy nghĩ sâu sắc, thì người ta sẽ loại Thiên Chúa giáo ra khỏi cái vòng suy nghĩ của người ta. Vì đạo này không có sự thật, và toàn bộ Kinh Thánh là cái sự ảo tưởng và góp nhặt lại từ ông giáo hoàng này, ông giáo hoàng kia, rồi góp nhặt những cái sự tích cổ xưa để mà nói lại thôi. Thật sự ra không có một lời nào gọi là Chúa nói hay là Chúa Trời nói. Đó là những cái ảo tưởng, ước vọng. Cựu ước là những cái khát vọng trước của những người Do Thái. Tăng ước là cái ước ao sau này của cái người sau này, thế kỷ sau này. Đó, cụ ước và tăng ước nó chỉ có hai cái mong muốn cũ và mong muốn mới. Cho nên thành thứ ra, nếu bạn không hiểu về tăng ước và cụ ước thì đừng bao giờ lên tiếng. Vì Thanh Bình lên tiếng như thế này thì chẳng khác nào tự bôi tro các trấu vào mặt mình, và tự mình làm ngu cho chính mình khi người khác đã khai sáng cho mình. Người khác khai sáng cho mình phải cảm ơn. Người ta đã tìm tòi lịch sử, người ta đã chứng minh được thì mình phải cảm ơn. Không nên nói những cái phê phán. Mặc dù cho bạn phê phán có đúng đi chăng nữa thì cái đạo của bạn nó đã từ lưa hết trơn rồi, nó đã phơi bày ra hết rồi. Chẳng phải một kênh của tôi mà rất nhiều kênh, hàng trăm kênh trong nước và ngoài nước, giải độc chính trị, công tôn giáo và ảo tưởng này, Thiên Chúa rồi Thiên Chúa tội ác này, rất là nhiều. Rồi Thanh Bình lại nói tiếp nè: nghe xong bài này thôi thì tôi biết là bạn không có một chút nào hiểu biết về Kinh Thánh cả, và lập luận của bạn giống như một tín đồ sa tăng giáo hoặc một người vô thần cuồng tín, đúng không nào? Đấy, thì Thanh Bình nói như thế thì chứng tỏ Thanh Bình chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Vì Thanh Bình sợ Chúa Trời trừng phạt lấy đi sinh mạng của Thanh Bình, cho nên chính Thanh Bình chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, đọc cho trọn vẹn. Chắc tôi nghĩ Thanh Bình chỉ là một con, thứ nhất là nhà nghèo, phải ăn bám nhà thờ, hoặc giả là làm tay sai cho nhà thờ để kiếm từng bữa cơm ăn, hoặc giả là lê thê lết thết thôi, không có một cái sự sung túc về tài sản cũng như là về tri thức. Thì khi người ta nói một cái vấn đề gì, chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ. Khi bạn nói chữ Satan thì chính rõ Thanh Bình cũng không biết là đó là Satan là ai. Tôi nói cho bạn Thanh Bình biết, Satan là Phêrô. Chính Chúa Giêsu nói là Satan, Phêrô chính là Satan, mà Satan chính là Phêrô. Thì Thanh Bình nên làm ơn đi đến nhà thờ, hoặc là đi ra tiệm sách mua cuốn Kinh Thánh Tăng Ước. Nếu muốn mua cuốn thêm một cuốn cũ hơn để nghiên cứu thì kiếm thêm cuốn Cựu Ước, hoặc lên mạng chat. Bạn có điện thoại để nhắn tin để nghe như thế này thì bạn sẽ tìm hiểu được những nguồn gốc của Kinh Thánh. Kinh Thánh mà bạn Thanh Bình này được nghe ở nhà thờ cha rêu giảng, đó là những cái trích đoạn và lẹo lương lẹo để mà nói cho nó phù hợp với
cái thời đó thôi, cái thời đại hiện nay thôi. Còn những cái câu kinh mà nó vô vị, nó phản khoa học, nó mất dạy thì chính cha nhà thờ không bao giờ đọc lên. Vì lẽ đó khuyên Thanh Bình hãy nên đọc kinh thánh. Nói là Thanh Bình lại nói tiếp là với một người vô thần, cuồng tín, cố chấp thì dù cho nói đúng đi nữa thì họ cũng không bao giờ nghe người khác nói đâu. Cho nên tranh luận hay phản biện với người cuồng tín và cố chấp sẽ không có kết quả gì mà chỉ tốn thời gian mà thôi. Nhưng những gì mà chúng tôi nói là nói cho những người có thiện tâm, thiện chí thì họ rất dễ đồng cảm với chúng tôi. Thế nào là thiện tâm và thiện chí? Cái thiện tâm, thiện chí, bạn đã sử dụng từ ngữ của Phật giáo. Từ ngữ của Thiên Chúa giáo là bao dung và bác ái. Tôi xin nhắc cho bạn Thanh Bình rõ điều đó. Từ ngữ của đạo của mình mà sử dụng không chuẩn thì đừng bao giờ nói chuyện khác. Cái thiện tâm, thiện ý, thiện chí là của Phật giáo, đừng nên ăn trộm. Cái thứ hai, thế nào gọi là cuồng tín? Tôi hỏi bạn, khi bạn chết, bạn tin được là Chúa rước về trời, điều đó có thật hay không? Cái đó có phải là cuồng tín hay không? Và được cha làm phép rửa tội có thiệt hết tội hay không? Bạn thử bạn ăn trộm đi, xong rồi bạn lén bạn chạy về nhà, chạy về nhà thờ xưng tội với cha, được Chúa rửa tội xong thì công an có bắt bạn hay không? Hay là bạn vẫn ngồi khám, sổ khám bình thường? Thì vì tội đó nó còn đó chứ làm sao hết. Tôi nói cho bạn biết, khi Chúa Giêsu treo lên bị phá đình, khi Chúa Giêsu phá đền thờ Nazareth thì bị cơ quan chức năng tại đó đã bắt Chúa treo Giêsu treo lên trên cột thánh giá để đóng đinh. Cái tội này tội rất nặng. Cái tội này là cái tội nặng nhất của Do Thái. Thì bản lĩnh của Giêsu không tự cứu mình được là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Giêsu đã từng than rằng: Cha ơi, cha sao không đến cứu con? Nên nhớ câu đó cho kỹ. Nói trong cuốn Kinh Thánh, trong cuốn Kinh Thánh, bạn hãy nên đọc Kinh Thánh cho thiệt nhiều thì bạn sẽ hiểu được. Thì lấy đâu ra mà cứu bạn hay là cứu những con chiên ngu muội? Cái đó không phải cuồng tín là gì. Thậm chí ôm bom cảm tử, đi thập tử chinh, chinh chiến hết nước này đến nước kia, bắt trẻ em tàn sát, cái đó không cuồng tín là cái gì? Không lẽ đạo Thiên Chúa giáo cho giết người rồi hiếp dâm cưỡng hiếp tà đạo như thế gọi là làm chánh tín hay sao? Hỡi bạn Thanh Bình, tôi thiết nghĩ đầu óc của bạn đã có sự lệch lạc về định hướng con người. Tiếp tục Thanh Bình lại nói: người vô thần họ chủ trương không có thượng đế, không có thiên đàng và hỏa ngục, cho nên thượng đế của họ chính là tiền của và hưởng thụ. Chính vì lòng ham mê tiền bạc mà bao kẻ gây biết bao nhiêu là tội ác lừa đảo lẫn nhau, đến khi chết đi linh hồn phải đọa vào hỏa ngục thì lúc đó đã quá trễ rồi. Kẻ vô thần không tin hỏa ngục, đến khi vào hỏa ngục mới tin có hỏa ngục là đã quá trễ rồi. Cho nên phúc cho những ai chưa thấy hỏa ngục nhưng tin có hỏa ngục, không dám làm điều gian ác để khỏi vào hỏa ngục. Là vì vậy mà
phúc cho những ai không thấy mà tin. Kẻ vô thần không tin có hỏa ngục, cứ sống gian ác miễn có nhiều tiền nên sa vào hỏa ngục là vô số, và vì vậy vô phúc cho kẻ vô đạo vô thần mà sống gian ác. Thì khi thấy hỏa ngục mới tin có hỏa ngục, và quá trễ rồi. Đó là comment dài mà được lặp đi lặp lại nhiều lần cũng chả có ý nghĩa gì. Sau đây tôi xin trả lời cho Thanh Bình được biết. Người vô thần chủ trương không có thượng đế, không có thiên đàng và hỏa ngục. Đúng. Thiên đàng và hỏa ngục đó là một miếng mồi ngon và một sự hăm dọa để cho con người khỏi lầm than, khỏi vì cái chỗ mà sợ và miếng mồi ngon treo lủng lẳng đó để dẫn dụ con chiên, những người ngu muội thôi, chứ không lừa được những kẻ tri thức. Bạn nên hiểu như thế. Ham mê tiền bạc cho nên thượng đế của họ chính là tiền và hưởng thụ. Xin thưa với bạn, thượng đế của họ chính là tiền và hưởng thụ. Đó là chính những cha xứ, cha đạo, Vatican, Hồng Y, chứ không phải là những người vô thần. Vì những người vô thần làm lụng kiếm đồng tiền chân chính để phục vụ bản thân và gia đình của họ, đúng đắn theo nghĩa là tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần tới cho. Còn tiền bạc hưởng thụ mà Thanh Bình nói đây á, thì cái thượng đế này là của Vatican, của cha xứ, của linh mục, của giám mục nha. Họ không làm gì cả, họ chỉ lấy bưng cái rổ đi vòng vòng vào thứ bảy chủ nhật một tuần hai lần để moi tiền giáo dân, để phục vụ rượu ngon, gái đẹp và ăn ngon mặc sang chảnh, để lòe loẹt thiên hạ cho ta là người tri thức. Đó là bạn Thanh Bình đang nói về những người như thế, chứ không phải nói những người vô thần. Vì những người vô thần là những người họ làm bằng sức của họ và họ hưởng những gì thành tựu của họ làm ra. Tôi hỏi bạn Thanh Bình, nếu không thấy mà bạn tin thì tôi là một người cho bạn 1 tỷ, bạn tin không? Bạn lấy gì để bạn tin tôi cho bạn 1 tỷ? Thì bạn nhớ là hãy tin là tôi cho bạn 1 tỷ đây nha, không thấy mà tin đấy, nhớ nha bạn Thanh Bình. Là tiếp theo Thanh Bình lại nói với tôn giáo và sự thật. Trên thế giới này hơn 7 tỷ người, nhưng số người vô thần chỉ là một con số nhỏ bé, khoảng 1 tỷ người mà thôi. Hiểu chưa? Còn hơn 6 tỷ người họ đều theo tôn giáo này hoặc tôn giáo kia. Tôi xin trả lời cho bạn Thanh Bình biết, đó là chuyện bạn nói vu khống, không có một dẫn chứng cụ thể nào. Bạn thấy 7 tỷ người trên thế giới này, hơn 7 tỷ người trên thế giới này, bạn lấy số liệu nào dám chắc rằng là theo đạo Kitô? Trong khi đó khoảng 10 năm trở lại đây, họ bỏ đạo Thiên Chúa rất nhiều, nhà thờ bán rất nhiều. Và những con số, một là theo đạo Hồi giáo rất lớn, hai là bỏ Chúa theo Phật, không có một chứng tích nào để nói lên điều này. Đây là một sự bạn nói vạ miệng chơi thôi, không có sự thật.
Rồi bạn thấy những thành phần mà theo Hồi giáo, theo Thiên Chúa giáo, bạn thấy nó cực đoan cỡ nào? Như Hồi giáo ôm bom cảm tử, luôn luôn xảy ra chiến tranh, hết đánh nước này đánh nước kia, và họ sống trong sự bất an, rất nghèo khổ và đau khổ, đau đớn trong từng ngày. Họ sống chỉ đợi qua đời mà thôi, sống qua ngày đợi qua đời. Thì bạn Thanh Bình không có cớ gì bạn cho rằng là đạo Thiên Chúa hoặc Hồi giáo là văn minh, là giàu có chăng thì những cha xứ hồng y, giám mục, linh mục giàu có thôi, còn người dân không bao giờ giàu. Đây là sự thật. Và thôi, tôi nói cho bạn Thanh Bình biết như thế. Và tiếp theo mình sẽ làm những đề tài gần gũi hơn để mình vạch trần bộ mặt tôn giáo, để những người có ý đồ muốn theo đạo Thiên Chúa thì hãy cẩn thận. Và theo đạo bất kỳ một cái đạo nào, chúng ta phải có dùng lý trí, phải có cái sự nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc về tiền sử lịch sử. Cái gì nó có được thế giới công nhận, nó có sự chân thiện mỹ bằng năng lực tâm thiện lành, hiến tặng hiến dân cuộc đời, thì những người nên theo đạo, theo đường lối đó thì nó sẽ an ổn cho bản thân. Còn nếu đi theo những con đường mù mờ, tin tưởng vào một cái điều gì đó vu vơ, ảo tưởng thì không nên đi. Đó là những cái kênh của mình muốn lập ra để thức tỉnh những người chuẩn bị theo đạo, và những người con chiên chưa bao giờ được nghe, chưa từng được nghe thì hãy đến với kênh Hiệp Bá Đạo. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc.